sách giáo khoa căn bản về chính đó. Năm đó gần nhất là cái dạng y mà hãy cộng ba khác không ấy. Mà nãy giờ chúng ta biết rồi phải không, thành ra cái chỗ đó chúng ta cũng không cần phải biết lại, chúng ta qua phần b nhỏ ví dụ một trong sách giáo khoa trang 40. Là vẽ các đồ thị của hàm số y bằng 3x cộng 2, y bằng trừ 2x cộng 5. Đó, chúng ta vẽ cái đồ thị đó. Và ghi cái hàng chữ màu hồng hồng này cho thầy nha. Cho hai đường thẳng. Cái này là cũng kiến thức ôn từ dưới mà cái này phải nhớ nè. Cho hai đường thẳng D có phương trình như thế này. D phẩy có phương trình như thế này. D song song với D phẩy khi và chỉ khi điều này xảy ra. D trùng với D phẩy khi và chỉ khi điều này xảy ra. D cắt D phẩy khi và chỉ khi. Và D vuông góc với D phẩy khi và khi A nhân A phẩy bằng trừ 1. Đó. Rồi bây giờ mấy em coi ví dụ trang 40 cho thầy. Mấy em vẽ cái đồ thị có các hàm số y bằng 3x cộng 2 và đồ thị y bằng trừ 1x cộng 5. Mấy em vẽ hai cái đồ thị đó vào và mấy em viết cái dòng hồng hồng, bốn cái dòng, năm hồng dòng dòng năm cái dòng màu hồng ở đây cho thầy nhé.
Rồi, vẽ hai cái đô thị đó vào nhá. Và viết cái dòng ghi chú màu hồng. Chúng ta tiếp tục nha. Tham số y bằng tuyệt đối của a cộng b. A nhỏ hàm số bậc nhất trên từng khoảng. Thì bậc nhất từng khoảng là như thế nào? À, ta xét hàm số cụ thể này. Y bằng Fx bằng x cộng 1 với x bé bằng 2 bằng trừ mũ 2x cộng 4 với x từ 2 tới 4 bằng 6x. X trừ 6 nếu x lớn hơn 4 và bé hơn 2 bằng 5. Đây, cái hình thể nữa này. Đầu tiên từ 0 cho tới 2 thì hàm số nó bằng y bằng x cộng 1. AB là đường thẳng ứng với y bằng x cộng 1 và ứng với x lớn hơn 0 nhỏ hơn 2. Đây cái đoạn AB này 0 tới 2 này, cái đoạn màu đỏ chỗ này nghe không? Là để thầy bấm hết rồi mấy em vẽ cái line này vô nhé. Rồi tới khúc bên dưới ứng với từ 2 tới 4 là cái đường nào? Đây, 2 tới 4, 2 tới 4 là cái đường trừ 1 hơn x cộng 4. BC là cái phần đường thẳng x bằng trừ 1 hơn ứng với x lớn 2 nhỏ hơn 4. Tiếp tục 2x trừ 6 nếu x lớn hơn 4 và bé hơn bằng 5. Thì ta có đường khác, cái đường màu xanh lá cây. Đó. X từ 4 cho tới 5. Đó. Cái rồi thì em số trên là cái đường góc khúc ABCD được không? À, nó không là cái đường thẳng mà nó góc khúc như thế này. CD từ 4 tới 5 mà. BC từ 2 tới 4, AB từ 0 tới 2. CD là phần đường thẳng y bằng 2 trừ 6 ứng với x trong khoảng từ 4 cho tới 2. Vậy cái này thì chúng ta chỉ cần lấy hai điểm, ví dụ thì lấy chỗ này là điểm 5. 5 này thế vào đây là 10 thì ra ra 4. Đây, điểm 4. Rồi cái điểm còn lấy vô chỗ này thì lấy điểm 4. 4 này thế vào đây thì ra 2. Đây. Ở trên cũng vậy, nó lấy điểm 4 và 4 thế ra đây 4 chia 2 được 2. 4 trừ đi 2 cũng 2 luôn. Đó, nó là cái điểm chỗ này. Rồi mấy em vẽ cái đồ thị này vào và ghi chú cái phần ở kế bên luôn. New technologies and industries demand that you stay relevant. Relevance requires you to keep your skills current. Thank you.
Thế thầy, Rồi. cái câu mà CD là phần tiền thẳng, cái ứng với là nó bị ngược đúng không thầy? À, cái chỗ này 4, 4 tới 5 thôi. Chỗ này thì sai, chỗ này chứ không phải nhỉ. Cái này số 5 nha, chứ không phải 2 nha. 4 tới 5 nha, cái chỗ này. Tới 5, từ 4 tới 5 chứ không phải 4 tới 2. Mấy em sửa chỗ này nha. À, thì bấm tiếp nhé. Giờ ta có mấy câu hỏi sau đây. Hãy cho biết tập xác định của cái hàm số trên. Hãy cho biết tập xác định của cái hàm số trên. Như vậy chúng ta thấy nó là từ 0 đến 2 nè. Rồi 2 đến 4 nè. Rồi 4 tới 5. Vậy thôi, như vậy ta xác định của nó là cái gì? Bạn nào biết trả lời thì thầy nghe coi. Hãy cho biết tập xác định của hàm số trên. Ai giơ tay? Câu thứ nhất, hãy cho biết tập xác định của hàm số trên. Bạn Bùi Ngọc An. Công an có mở mic lên trả lời cho thầy câu 1 nha. Cho biết tập xác định của hàm số trên. Trả lời đi con. CR, con nhìn kỹ đây này, nhìn kỹ đây CR nè. Không tới 2 nè, 2 tới 4 rồi 4 tới 5 nè. À, như vậy tập xác định nó là sao? À, thì nó thì tóm lại nó là cái đoạn nào từ đâu tới đâu. Không tới 5 mà đoạn hay là khoảng? Đoạn thì không tới 5. Rồi. Rất là dễ đúng không? Rất đơn giản, trong cái đoạn từ 0 cho tới 5 nó hợp ba cái đoạn này lại thôi. Hợp ba cái khoảng này lại thành cái đoạn. Đây. Đấy. Ở trong cái đoạn là 0 cho tới 5. Đó. Rồi, các bạn khác nhất trí vào luôn nha. Bây giờ bảng biến thiên. Muốn thi thì thôi thầy bấm luôn, chứ bây giờ trả lời sai thì nó có muốn chạy từ đây. Nhớ là chỗ khúc này mũi tên đi lên, khúc này mũi tên đi xuống, à, khúc này mũi tên lại đi lên trở lại. Nó có ba cái mũi tên như vậy em, có ba cái giá trị như vậy chúng ta dễ. Đây dễ thôi, đây thầy bạn muốn thi nó sẽ như thế này đó, 1 3 từ 0 tới 2 nè thì nó chạy 1 tới 3, từ 2 tới 4, 2 tới 4 thì nó chạy xuống 1 cho tới 2, à, 3 cho tới 2. Rồi 4 cho tới 5, x từ 4 tới 5, x từ 4 tới 5 thì nó sẽ chạy từ 2 cho tới 4. Rồi. Và muốn thi nó như vậy, câu số 3.
tìm giá trị lớn nhất của cái hàm số này. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số. Ai biết chưa thầy là? Tìm giá trị lớn nhất của hàm số. Nhìn vô cái bảng Nguyễn Thiên đó, chúng ta sẽ thấy cái giá trị lớn nhất của nó. Lê Minh Đạt. Minh Đạt có mở mic lên Minh Đạt. Dạ anh đây thôi. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số. Giá trị lớn nhất hàm số y max của nó là nhiêu? Là 4. Y max là 4, đúng rồi, đây, số 4 này. Giá trị lớn nhất là 4, còn giá trị nhỏ nhất là nhiêu coi? Là 1. Là 1, ở đây đúng rồi. Ở đây người ta chỉ hỏi giá trị lớn nhất thôi. Người ta hỏi thì giá trị nhỏ nhất, rồi bấm. Hàm số có giá trị lớn nhất là bằng 4. F5 bằng 4. Đó, đúng rồi. Rồi chúng ta ghi thêm 3 cái câu hỏi này vô. Tập xác định 05 bản biến thiên nghĩa là giá trị lớn nhất. Chúng ta qua like kế tiếp nhé. Thầy ơi, con không hiểu lắm mà cái chỗ giá trị lớn nhất đó là sao để mình tìm ra nó? Giá trị lớn nhất đây tùy theo cái tập xác định của nó con. Tập xác định của nó là nó đi từ 0 tới 5 mà, thì mình lấy cái giá trị 5 mình tính lên. Là F5 là cái số 5 đó rồi sao lại bằng 4? F5 thì mình thấy vô đây con. 5 x 2 là 10 nè, trừ 6 ra 4 nè. Dạ rồi. Đùa thầy quay. Mấy cái khác cũng thế nha. Mấy cái khác cũng vậy luôn. Rồi tiếp tục. Cái này thì nãy mình làm rồi ha. Thì qua luôn cái chỗ này. Bây giờ xét hàm số y bằng trị đối của x. Rồi. Nó bằng x nếu x lớn bằng 0 và bằng trừ x nếu x nhỏ 0. Cái này chúng ta học rồi luôn. Tiếp tục. Rồi bắt đầu chúng ta lập bảng biến thiên vẽ đồ thị nó ra. Nếu x nhỏ không thì nó ra trừ x. Y bằng trừ x, nếu nhỏ không. Bấm tiếp. Đó. Rõ ràng là hàm số giá trị đối với x thì y lúc nào cũng mang giá trị là dương hết, nhưng mà hoặc là bằng 0 thôi. Chứ không có âm được vì nó dính cái tuyệt đối chỗ này mà. Cái nhánh này nó nằm ở phía trên này. Nó không có âm được phía dưới. Nó chỉ bằng 0 hoặc là nó lớn 0 thôi. Từ đây trở lên. Đó, nếu x lớn 0 này. Bây giờ nếu x âm thì sao? Thì y sẽ bằng trừ x. Tôi vẽ cái đường bên đây. Ta bôi cái khúc âm ở dưới đây, ta lấy cái khúc trên. Ủa thầy ơi, nó là trị tuyệt đối mà làm sao mà bằng trừ x được ạ? Bằng trừ x nếu x nhỏ hơn không con. Nhỏ không, không nếu như mà x nhỏ hơn không mình thế vào hàm số thì nó vẫn trị tuyệt đối, nó vẫn nuốt luôn dấu trừ mà. Y bằng trị đối của x rồi nó bằng hai cái loại lựa chọn này con. Nó bằng x nếu x là dương, ví dụ như nó bằng x là dương là x bằng 5 đi thì nó bằng 5 mà nha. Còn nếu mà nó bằng là ví dụ x nó là trừ 6 đi, nếu x là trừ 6 thì lập tức nó thêm cái dấu trừ vô cái trừ 6 đó thì nó thành dương luôn, trừ cho trừ 6 thành dương con. Cái này học rồi dưới mà. Dạ rồi.
Rồi câu số 1. Hãy cho biết tập xác định của hàm số trên. Hãy cho biết tập xác định của hàm số trên. Bây giờ tập xác định của hàm số trên là tập nào? X lớn hơn 0, rồi x nhỏ hơn 0. Nhưng tập xác định hàm số trên là tập nào? Rồi. Rồi bạn Nam mới hỏi thầy cho thầy biết luôn cái tập xác định đó là cái gì không? Dạ error đúng không? Đúng rồi, tại sao con nói là R? Lý do sao? Tại vì ở cái dòng điều kiện thứ nhất là nếu x lớn hoặc bằng 0 thì đã là từ số 0, từ vuông 0 đến cộng vô cùng rồi, xong rồi là mình sẽ có cái điều kiện thứ hai là x phải nhỏ hơn 0 nữa, thì mình sẽ lấy từ tròn 0 đến cộng đến trừ vô cùng, thì là nó nguyên một dãy luôn á, là Đúng đi rồi. hết. Đúng rồi, nó là R luôn. Tức là vừa lấy lớn không mà thêm số không, còn ở đây vừa lấy nhỏ hơn không, hai cái nó hợp lại thì ra R trừ vô cực cộng vô cực đó. Đấy. Bấm thử coi nha, có phải R không nha. Đó, tập xác định là D bằng R. Bây giờ hai nhỏ là bảng biến thiên của hàm số. Bảng biến thiên của hàm số thì mấy em để ý là cái bảng biến thiên của nó là nó giống như cái hình của đồ thị này mấy em. Cái khúc này nó đi xuống là tới điểm 0, rồi từ điểm 0 nó lại đi lên, rồi theo mũi tên nó đi lên, rồi mũi tên này đi xuống, mũi tên đi lên nha, để cộng vô cực. Đó, các bạn muốn thêm nó phải giống như cái hình của đồ thị này là mới đúng rồi. Bấm đi coi nha, các bạn muốn thêm giống không nha. Đó. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số thì chúng ta cũng nhìn vô bảng biến thiên để coi bảng giá trị nhỏ nhất của nó thôi. Giá trị nhỏ nhất ở đây thì chúng ta biết rồi, đây là số 0, ở đây là thầy thấy nó nhỏ nhất rồi phải không? Nó quẹt xuống đây cái từ đây nó lại lên thì không có thằng nào nhỏ hơn số 0 nữa trời. Mình biết số 0 là bỏ hết rồi. Như vậy ta bấm được coi giá trị nhỏ nhất của hàm số có phải là 0 hay không nha. Đó, hàm số có trị nhỏ nhất là F0 bằng 0. Rồi, chúng ta vẽ cái đồ thị này vào và ghi chú ba cái hàng kế bên luôn.
Nhớ nhé, khi vẽ hai nhánh đó này em ơi, mỗi nhánh đều em phải lấy hai điểm nha. Điểm 0,0 còn là điểm 22, còn đây điểm 0,0 điểm trừ 22 thì nó có hai điểm, người ta vẽ cái nhánh bên đây. Còn hai điểm này với điểm này thì người ta vẽ cái nhánh bên đây. Đó. Bây giờ tao qua cái like kế tiếp rồi nha. Chép hàm số y bằng 2 trừ 4. Chép hàm số y bằng tuyệt đối của 2 trừ 4. Nếu trong cái biểu thức đó mà lớn hơn bằng 0 thì chính cái biểu thức đó khi bỏ ra nó bằng chính biểu thức đó. Còn nếu mà biểu thức trong đó là âm thì khi bỏ cái dấu tuyệt đối ra thì ta phải xem dấu trừ, tức là phải đổi dấu cái biểu thức ở trong. Như vậy thì ta có cái gì? Do đó hàm số đã cho có thể viết đó thành cái ngoặc móc như vậy. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị của nó giống như hồi nãy, bây giờ ta vẽ vẽ trên từng khoảng vậy đó. Đó. Điểm thứ nhất thì người ta lấy là x bằng 0 y bằng trừ 4, đúng rồi này, x bằng 0 y bằng trừ 4, 0 vô đây, y bằng trừ 4 là đây. Thứ hai người ta lấy là y bằng 0 để x bằng 2, đúng rồi, thế x bằng 0 đây thì y bằng, thế x bằng 2 vô đây thì y bằng 0 ngay, đó là được hai điểm này người ta nối lại với nhau ra được này. Rồi, nghĩa là lấy khi x mà lớn hơn 2 thôi, như vậy nhỏ hơn 2 ta bỏ đi. Khi x lớn hơn 2, nhỏ hơn 2 bỏ đi. Đó. Rồi, tương tự cho cái biểu thức ở phía dưới. Ta cũng vẽ hai điểm luôn. Rồi ta lấy những giá trị nào x mà nhỏ hơn 2. À, vẽ cái đường này. Đầu tiên là ta vẽ một cái đường thẳng trước. X bằng 0. X bằng 0 y bằng 4, đúng rồi, x bằng 0 là y bằng 4. Rồi x bằng 2 y bằng 0. X bằng 2 bằng 0 cũng giống như trên luôn. Đó. Rồi tới đây thì chúng ta lấy những giá trị x nào nhỏ hơn 2 thôi. Lớn 2 bỏ đi, tức là cái khúc dưới này bỏ đi. Đó, cái đồ thị ra vậy. Rồi mấy em vẽ cái đồ thị vô và ghi chú mấy cái dòng ở cái bên vô. Rồi bạn nào vẽ xong cái đồ thị này thì chúng ta nghỉ giải lao chút xíu nha. Bây giờ chúng ta vô học lại. Bây giờ chúng ta học lại. Alo mấy em nghe rõ mà. Vẽ xong đồ thị này nha thì chúng ta nghỉ giải lao. Dạ. Bây giờ học lại.